Đây là clip so sánh trọng lượng của Puma Rapido 2 Rap Đế so với giày Tempo Legend 9 Club TF chính hãng. Đôi này mình đã rồi, đôi này chưa đá. Đôi này cái đế nó như thế này. Rồi. Bên trong là không có lót giày. Bên trong là không có lót giày nha. Mở cân lên nè, cân ở trên mặt phẳng. Rồi trước tiên mình sẽ cân trước chiếc Tempo này, 258 gram. Lần thứ hai 258 gram. Ok, tin tưởng. Sẽ lấy chiếc Rapido 227 gram, là không có lót nha. Thêm cái lót giày nữa, 244 gram, 244 gram. Bỏ ra thì 227 đúng bon. Tới chiếc bên phải, chiếc bên phải cũng không có lót nha, 225. Làm vậy ngộ đi, 225 gram, 225 gram. Rồi mình cân cái chiếc Tempo bên phải của mình nè. Tempo là này là không có gỡ lót được, 256 gram. Chiếc này là 259 gram. Chắc trên lệch một cái gram trên cái đế này. Hai trăm hai mươi lăm gram, 227. Cũng mình nghe rồi. Còn cái lót nữa, lót giỡn 16 gram.